Này, Tiểu Dương, có thấy bác sĩ Yuriko không? Dạ không ạ. Này, Tiểu Trương, có thấy bác sĩ Yuriko không? Dạ không ạ. Lạ thật đấy. Cái gì? Bác sĩ Yuriko biến mất rồi sao? Chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ nói, đêm qua có người của đại đội pháo binh đến tìm cô ấy. Cô ấy ra ngoài cổng, rồi sau đó thì không ai thấy cô ấy nữa. Đại đội pháo binh Tàu Căng sao? Không thể nào. Đây chính là bức thư tôi thấy trên bàn của Yuriko. Thư gửi cho Tàu Căng. Còn chưa kịp viết xong mà. Cảnh vệ viên. Có. Đi gọi Tàu Căng đến đây. Rõ. Trung đoàn trưởng, Yuriko mất tích rồi sao? Căng tử, nửa đêm cậu đến tìm Yuriko sao? Đâu có đâu. Đêm hôm khuya khoắt, sao tôi có thể làm chuyện đó được chứ? Nhưng có người nhìn thấy đi. Không có thật mà. Chắc là bị cái địch bắt cóc rồi. Yuriko chỉ là một bác sĩ thôi. Bắt cóc cô ấy làm gì? Phải thêm người. Dù thế nào cũng phải tìm thấy Yuriko. Rõ. Đứng lại. Các bà con, đại đội trưởng ra lệnh hai ngày hôm nay không được ra khỏi làng. Không thể để lỡ việc đồng án được. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cầu cho chúng tôi qua đi. Không được, chúng tôi không thể làm trái lệnh được đâu. Đồng chí Trương, vòng qua dãy núi trước mặt là con đường đến được Trác Lam. Tôi biết rồi. Đại anh tử, cẩn thận đi. Sao vậy? Sợ tôi gặp hai tên lính đào cũ rồi bị bắt sao? Lại còn khịa tôi. Tôi quan tâm cô thật lòng mà. Quan tâm thật sao? Tôi đi đây. Cẩn thận đi. Anh Vu à. Anh Vu. Đi thôi, đi thôi. Đứng lại. Có chuyện gì sao? Tùy tiện đi dạo thôi. Tùy tiện đi dạo. Mà đi tới đây làm gì? Chỉ đạo phiên đang bận, không được làm phiền đâu. Về đi. Được rồi. Vậy tôi về nhé. Đi thong thả. Lý Bảo Châu, là tôi đi. Tôi đã làm rõ mọi chuyện rồi. Tình hình vô cùng khẩn cấp. Anh làm ngay giúp tôi một việc đi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cái gì? Khưu nắm đầu định phản bội. Chỉ đạo phiên bị bọn họ trong rừng gác cao, nên bảo tôi lén lút đến đây nói với các anh biết. Không được, tôi phải đi cứu bọn họ. Không được đâu. Bác sĩ Yuriko còn đang ở trong tay của bọn chúng. Nếu không, chỉ đạo phiên đã ra tay từ lâu rồi. Đúng vậy. Phương Tiến ngủ vì bác sĩ Yuriko. Chỉ đành giả ngu. Chỉ đạo phiên nói để đại đội trưởng Đinh chỉ đạo hành động thì anh ấy yên tâm rồi. Cái gì? Tôi chỉ huy. Tôi lấy gì mà chỉ huy? Có mỗi mấy người như thế này. Bây giờ về trung đoàn báo cáo cũng không còn kịp nữa. Đại anh tử. Trừ khi đại anh tử. Nhưng mà trung đoàn trưởng không biết chuyện thì sao có thể phái binh tới chứ? Lý Bảo Châu, bây giờ anh về có thể lôi kéo được bao nhiêu anh em?
Đại đội chúng tôi, hầu hết các chiến sĩ đều bất mãn với đại đội trưởng, nhưng có thể kêu gọi được hay không thì tôi cũng không chắc lắm. Kêu gọi được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Đã rõ rồi. Tuyệt đối không được để cho Khưu nắm đầu biết. Tôi hiểu rồi. Trung đoàn trưởng, chính ủy, chúng tôi đã lục soát tất cả các nơi đáng ghi, nhưng vẫn không tìm thấy bác sĩ Yuriko. Yuriko, đừng nói những lời xui xẻo, không có chuyện đó đâu. Đi đi, tìm kiếm một lượt nữa đi. Rõ. Bộ cao, tôi cảm thấy việc bác sĩ Yuriko mất tích không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là kẻ địch có âm mưu, nếu không sao lại bắt cóc cô ấy chứ. Trung đoàn trưởng à, Đại Anh Tử, sao đi tập tễnh như thế? Tôi có việc gấp, cần báo cáo với anh. Đại Oa Phô xảy ra chuyện sao? Đại đội trưởng Khưu, đêm nay hành động có nắm chắc phần thắng không? Chắc chắn là có rồi. Được, cậu trở về triệu tập ngay đội ngũ đến bên cạnh nhà Triệu Phúc Tài. Đến lúc đó người của cậu xử lý đội công tác, người của đội trưởng Lưu xử lý đám dân nghèo của Đông Hội. Chúng ta tắm máu Đại Oa Phu. Gửi điện cho tham mưu Trịnh, bảo với anh ấy hành động lần này sẽ toàn thắng, trưa ngày mai phải tiếp ứng cho chúng ta ở bãi đá Hồng Thạch. Rõ. Tên họ Lưu này cũng không vừa, còn lôi kéo được cả Khưu Hưng Văn, dẫn theo cả một đại đội cộng sản đầu hàng. Báo với đội đặc công sáng mai xuất phát. Rõ. Tôi hiểu rất rõ về Phương Tiến Ngũ, cậu ấy sẽ không phản bội chúng ta. Còn Khưu Hưng Văn thì đúng là đáng lo thật. Nhưng Đại Oa Phô có Đinh Trụ và Phu Thành Sơn, lại thêm Phương Tiến Ngũ, bọn họ có thể đối phó với Khưu Hưng Văn. Nhưng tôi lo cho Phương Tiến Ngũ. Trung đoàn trưởng, liệu kẻ địch có lợi dụng bác sĩ Yuriko để đối phó với cán sự Phương không? Yuriko và Phương Tiến Ngũ thì có quan hệ gì? Hai người họ... Cán sự Phương vẫn luôn yêu thầm bác sĩ Yuriko. Thảo nào chúng lại bắt cóc Yuriko. Tôi đã nói rồi mà, không tìm thấy cô ấy ở Trắc Lam thì chắc chắn là bắt cóc đến Đại Oa Phu. Bồ Cao, tại sao Khưu Hưng Văn là phản bội chứ? Hơn nữa lại ở đúng Đại Oa Phu. Tôi nghĩ chắc chắn là có người giở trò sau lưng. Người này chính là thủ lĩnh thổ phỉ lọt lưới Lưu Điện Khôi. Đi gọi Bàn Thanh Vân đến đây cho tôi. Rõ. Thời gian này các anh em vất vả rồi. Khưu Hưng Văn tôi từng nói sẽ cho các cậu một niềm vui bất ngờ. Bây giờ đã đến lúc biết niềm vui đó. Ngày mai chúng ta sẽ trở thành quân quốc dân. Trở lại quân quốc dân. Trở lại quân quốc dân. Mỗi người thăng một cấp, thưởng 500 đồng đại dương. Về được thì tốt rồi. Ở quân cộng sản chẳng được ăn chơi nhảy múa, chán chết đi được. Nhưng nếu trở về, liệu lữ đoàn trưởng báo có tha cho chúng ta không? Tôi đã nói chuyện ổn thỏa với bên đó rồi. Chúng ta không về lữ đoàn 45 mà đến thẳng sư đoàn 15 của Hồ Chấn Vũ. Thế thì tốt quá rồi. Cao Minh, các cậu chuẩn bị đi. Đêm nay chúng ta sẽ hành động. Đêm nay hành động, xử lý đội công tác xong, chúng ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Đại đội trưởng, chỉ đạo viên thì sao? Bây giờ chỉ đạo viên là người của chúng ta. Nếu anh ta dám nuốt lời, tôi sẽ bắn con đàn bà kia trước rồi bắn anh ta. Đàn bà ở đâu ra vậy? Trung đoàn trưởng, Bàn Thanh Vân, Lưu Điện Khôi có khả năng đang ở Đại Oa Phu. Cậu biết rõ về hắn, dẫn mấy anh em cưỡi ngựa qua đó trước. Đại đội cảnh vệ sẽ đến sau. Đến đúng lúc lắm. Trung đoàn trưởng, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Nếu Bàn Thanh Vân tôi không giết được con chó già Lưu Điện Khôi này, tôi sẽ mang đầu về gặp anh. Trung đoàn trưởng, được rồi. Căn Tử à, cậu cũng đi đi. Sau khi gặp được Yuriko,
Các cậu nhớ nhé, lúc đi nhất định phải dẫn theo Ca Trọc. Đến lúc đó kỹ thuật bắn súng của Ca Trọc sẽ có tác dụng đấy. Đi đi. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Ai? Là tôi. Tôi tìm Phú Thành Sơn. Đại đội trưởng Đinh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tình hình sao rồi? Thần tính của Khưu Hưng Phan trong trường các chiến sĩ rất gắt. Tôi khó khăn lắm mới thông đồng được với bọn họ. Cũng may anh báo tin kịp. Nếu không chúng ta tôi đợi rồi. Anh đừng có nói như vậy. Nếu không phải là chỉ đạo viên Phương có bản lĩnh thì chúng ta cũng mù tịch rồi. Tôi thấy Phương Tiến Ngũ này cũng lắm mưu nhiều kế, trong bụng suy tính đủ trò. Tôi thấy sau này chúng ta qua lại với anh ta phải cẩn thận, không khéo anh ta lại bày mưu với chúng ta, nói hưu nói vượng. Mau hiến kế cho tôi đi. Theo phỏng đoán của Phương Tiến Ngũ, chắc hẳn là đường hầm của Triệu Gia có lối ra ở bờ sông. Vậy thì chắc hẳn xào huyệt của chúng cũng ở bờ sông rồi. Chắc là bác sĩ Judico cũng bị giấu ở tại đó. Chỉ đạo viên nói tốt nhất đừng đánh nhau trong thôn, sợ làm hại đến bà con. Đúng vậy. Tốt nhất chúng ta hãy ép lũ khốn này đến xào huyệt của chúng, sau đó tiêu diệt cả ổ. Tôi có ý này. Lý Bảo Châu, anh có dám cho Khưu nắm đầu một phố không? Làm thế nào? Đi thôi. Mã Gia, Mã Gia, Mã Gia, Lưu đại ca chuẩn bị ra tay rồi. Tốt lắm. Cầu Khư, cầu Phương, đến lượt chúng ta rồi. Bây giờ tôi sẽ trở về dẫn quân tiêu diệt đội công tác. Có chuyện gì vậy? Tam gia, hình như âm thanh đến từ ngọn núi hoang phía tây thôn. Tứ Mang Tử, trận này hãy cố gắng đánh ở ngoài thôn. Nhiệm vụ chính của dân quân các anh là bảo vệ người dân, đề phòng đám lính bỏ chạy cướp bóc quấy rối. Tuyệt đối đừng để cố tham chiến. Rõ chưa? Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm bừa. Đúng, rơi đầu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đúng vậy. Các anh em, chúng ta đều là đàn ông, chúng ta không được có lỗi với bộ quần áo trên người. Đúng không nào? Đúng. Tứ Mang Tử, đi thu xếp đi. Đi thôi, cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, không hay rồi, không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Vương Bắc Phong dẫn người tới. Anh xem kìa. Vương Bắc Phong? Không thể nào. Đại đội trưởng, không thể nào dầm được. Cả một tiểu đoàn vừa gặp đã ra tay. Đại đội chúng ta có khá nhiều anh em hy sinh. Không thể nào. Sao anh ta biết cậu đầu hàng của quốc dân chứ? Chắc hẳn là ai đó thất thủ ở Trác Lam bị bắt rồi khai hết chúng ta. Đừng nhiều lời nữa, mau chạy thôi. Sợ cái gì? Hai cậu trở về dẫn quân, gặp nhau ở khu mộ đi. Chúng ta rút về Bắc Thuận ngay trong đêm. Triệu Phúc Tài, người dẫn được. Khu trưởng quan, anh đừng bỏ mặc tôi. Chúng ta đừng nói những lời vô dụng đó nữa. Tập hợp lại. Tất cả tập hợp lại. Sao chỉ có chừng này người thôi? Người đâu? Đại đội trưởng, người của chúng ta tháo chạy rồi. Cái gì? Lính của chúng ta chạy hết rồi. Người đâu? Không biết. Tiêu đời rồi. Khưu Hưng Văn tôi thành thư lệnh lẻ loi rồi. Tất cả cố vượt qua cửa ải này cho tôi. Qua được ải này, tôi sẽ cho các cậu tiền.
Đại đội trưởng, đại đội trưởng, bọn họ đánh vào thôn rồi, mau rút thôi. Lão Khư, chúng ta mau đến khu mộ tụ họp với đội trưởng Mã và Lưu lão đại đi, nếu còn không đi thì sẽ không kịp đâu. Đúng rồi, đúng rồi, lãnh đạo nói đúng, rút thôi, rút thôi. Nói với người của chúng ta lén lút bám theo, tuyệt đối không nổ súng tránh bị lộ. Chúng ta phải một mẻ tóm gọn. Đi thôi. Cuối cùng cũng ép được bọn chúng ra khỏi thôn. Các anh em, chúng ta không thể tha cho chúng được. Đuổi theo. Thành Sơn, Anh Tử. Đại Anh Tử, sao các cô lại đến đây? Đại đội cảnh vệ đang tới đây. Bây giờ chúng ta... Yuriko ở đâu? Yuriko ở đâu? Đồ lừa đảo Lưu Điện Khôi đâu? Các anh đến đúng lúc lắm. Đi theo tôi. Đi theo tôi. Đừng, đừng động vào tiền của tôi. Tiền của tôi. Mọi người bình tĩnh lại. Binh đến tướng chặn, nước đến chân rồi. Tôi không tin Đảng Cộng sản luyện được kim chung tráo. Đạn bắn không chết. Khốn kiếp, tránh voi chặn xấu mặt nào. Rút thôi, rút thôi. Không được rút, đừng động vào tôi. Yuriko, đồ lừa đảo. Yuriko, đã lúc nào rồi? Phương Tiến Ngũ, anh là đồ lừa đảo. Ông xem ông. Giải cô đàn bà đó lại đây cho tôi. Cắm đầu vào cô ấy. Mã gia đã đồng ý. Để tôi đưa cô ấy đi. Đã lúc nào rồi mà cậu còn muốn lên giường động phòng với cô ta sao? Giải đến đây. Làm gì hả? Ai dám động đây? Tất cả đứng im đi. Ai lại gần tôi sẽ bắn. Để tôi. Lãnh đạo, lãnh đạo. Anh đừng tức giận. Đừng tức giận mà. Chỉ là một con đàn bà thôi. Đến lúc đó nếu cô ta cao số thì sớm muộn cũng là của anh. Nếu cô ta có mệnh hệ gì thì cứu Hưng Văn tôi, tìm một người Nhật khác cho anh. Đi thôi, đi thôi. Anh à. Không có gì. Anh vẫn chưa ra tay sao? Mấy người này em xử lý trong chớp mắt thôi. Ca Tử, cứ bình tĩnh đi. Người quan trọng vẫn chưa lộ mặt đâu. Ca Tử, gọi thân thiết gớm đi. Làm sao? Anh không phục sao? Tôi nói cho cậu biết, đừng để bị che mờ mắt. Bình thường tôi luôn bảo vệ cậu. Ai là anh của cậu, cậu hãy nghĩ cho kỹ đi. Mau nhìn kìa. Yuriko. Lưu Điện Khôi. Sao lại kéo tôi chứ? Thằng khốn kiếp, bình tĩnh đi. Quan sát kỹ rồi tính. Đinh Trụ, Phu Thành Sơn, mau rút lui đi. Nếu không tao sẽ bắn chết con đàn bà này. Khu Hưng Văn, mày nghe đi. Thả bác sĩ Yuriko ra. Có giỏi thì hai ta đấu tay đôi. Nếu mày thắng tao sẽ thả mày ra. Đinh Trụ, đầu óc mày có vấn đề đúng không? Tao có thể đấu tay đôi với mày sao? Hồ đồ. Khu Hưng Văn, mày đúng là thằng hèn. Tao chính là một thằng hèn đấy. Sao nào? Mày làm gì được tao? Có giỏi thì mày cắn tao đi. Ca Tử à, bây giờ phải dựa vào cậu rồi. Thập Tam, đi theo tôi. Trụ Tử, anh phụ trách việc giữ chân. Được. Khu Hưng Văn, mày mau đầu hàng đi. Chỉ cần mày đầu hàng, tao đảm bảo mày sẽ được sống. Khỏi cần, trừ phi Phương Bắc Phong ở đây. Đừng có nhiều lời nữa. Bây giờ tao đang khởi nghĩa đấy.
bọn mày mau rút lui đi. Đừng hòng. Toàn nói những lời vô dụng thôi. Chuột chuỗi, bắn thật cho chúng biết đi. Chuẩn bị đi. Quân cộng sản nghe đi. Tao đếm đến năm. Nếu bọn mày không rút lui, tao sẽ bắn chết con đàn bà này trước, rồi liều mạng với bọn mày. Lưu Điện Khôi tao nói là làm, không thèm đùa đâu. Lưu Điện Khôi, mày nghe cho kỹ đi. Tao là Bàn Thanh Vân. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày dám động vào cô ấy, tao sẽ lột da mày. Là Bàn lão nhị sao? Cậu có tư cách gì mà hóng hách với tôi? Tôi chờ chán rồi, bây giờ tao bắt đầu đếm. Một. Đại đội trưởng Đinh, các anh cứ mặc kệ tôi. Hai. Cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội được chuộc tội. Ba. Bốn. Xông lên. Nổ súng, bắn đi. Khu Hương Văn. Đừng để hắn ta chạy. Bắn chưa? Sượt qua mông rồi. Đi. Yuriko, Yuriko, cô không sao chứ? Cút đi. Đừng động vào tôi. Họ Phương kia. Thằng nhãi đi. Người anh em, khốn kiếp. Đừng mà. Đừng mà. Lưu Điện Khôi, Lưu Điện Khôi,
Các anh em ở Ma Vân Đỉnh một mực cung kính với mày. Tại sao mày lại giết bọn họ? Ai làm cười nấy chịu. Nể tình anh em của chúng ta, cho tôi được chết thoải mái đi. Khu trưởng quan, ông giấu kỹ quá đi. Đừng nổ súng. Tất cả châu báu này là của cậu đi. Khu nắm đầu. Thành Sơn, mày được quá đi. Mong nở hoa rồi mà vẫn chạy rất nhanh. Các anh không được làm bừa. Đại đội trưởng Khu là trưởng quan của các anh. Các anh đều là lính của anh ấy đi. Quân dân, quân dân đều coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Khưu nắm đầu. Thành Sơn, hôm nay ta sẽ tính hết cả nợ mới lẫn nợ cũ với mày. Bình tĩnh đi. Khưu Hương Văn tôi khởi nghĩa chiến tranh lọc diệt huyết, một trái tim hồng hướng về cách mạng. Bây giờ tôi sẽ khởi nghĩa. Bây giờ Khưu Hương Văn tôi sẽ khởi nghĩa. Khưu nắm đầu. Từ lúc làm lính đến bây giờ, mày đã khởi nghĩa bao nhiêu lần rồi? Các đồng chí, bây giờ đại đội trưởng Khưu Hương Văn muốn khởi nghĩa, các đồng chí có đồng ý không? Không đồng ý. Đừng nổ súng mà. Cán bộ khởi nghĩa mà bọn mày cũng giết. Hồ đồ. Tiền của tôi, tiền của tôi. Mã Lão Tam đâu? Mã Lão Tam, trưởng quan, tôi không biết. Chúng tôi không biết. Tôi biết. Tôi nói cho. Ông ta đang trốn ở hậu viện nhà chúng tôi. Tôi lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội. Đi. Con đàn bà chết tiệt này. Rành con, cậu là ai? Mạc Thập Tam của Ma Vân Đỉnh hôm nay đến lấy đầu của ông để tế các anh em đã chết của tôi. Được, lấy đi. Tham gia, tôi phải làm sao đây để bắt Thuận tìm tôi? Tại sao vẫn chưa đến chứ?
đến rồi kìa. Chẳng phải lôi kéo được một đại đội sao? Bảo chúng ta đến tiếp ứng mà. Sao chỉ có một mình anh ta vậy? Còn bị người ta đuổi cho chạy trối chết. Hoặc là anh ta chém gió thôi. Hoặc là tình hình có biến thật rồi. Mấy người bọn họ mà muốn lôi kéo quân cộng sản đúng là hoang đường. Mã Lão Tam, có giỏi thì đứng lại, đánh với thập tam gia một trận đi. Thằng chó, chắc chắn là ông ta chạy rồi. Đi. Tiếng súng 98K, Hà Lão Thất đến rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hà Lão Thất là ai vậy? Sư phụ của ca tử đi. Là một lính bắn tỉa. Đi. Thằng nhãi con, tên họ Mã thân thủ không tệ đi. Tham mưu Trịnh, để tôi tiếp ứng cho. Khoan đã. Các anh em, viện binh của quân cộng sản đến rồi. Ngăn lại cho tôi, bắn mạnh vào. Trong đó có Vu Thành Sơn và Ca Trọc. Đừng chịu lời, bắn đi. Bị thương hay tàn phế cũng kéo về. Tôi nuôi bọn họ, rõ. Các anh em, viện binh chỉ có mấy móng thôi, xông lên. Thập Tam, quay lại. Thập Tam, tôi bảo quay lại, có nghe thấy không? Đồ cứng đầu. Yểm hộ đi.
đừng giết ông ta, bắt sống cho tôi. Đồng Dị Vũ, đừng chơi nữa, mau về nhà đi. Vua Thành Sơn, đi. Nhóc con, tôi biết ngay là cậu sẽ chọn điểm bắn tỉa này. Đang chờ cậu đi. Đừng giở trò với tôi. Gặp nguy hiểm chạy như thế nào cũng là tôi dạy cho cậu. Đền súng cho tôi đi. Đây là của tôi, cắm đậu vào, đền đi. Khóc đi, khóc to vào. Khóc xong thì sư phụ đưa cậu về nhà. Không về đâu. Vậy cậu đi đâu? Vẫn về quân cộng sản sao? Lữ đoàn 45 mới là nhà của cậu. Ca tử à, nghe lời sư phụ đi. Chúng ta về nhà. Sau này không muốn đánh trận thì không đánh nữa. Không muốn làm lính thì không làm nữa. Sư phụ lấy vợ cho cậu rồi sống yên ổn được không? Đừng ép tôi không về đâu. Tôi không cần vợ đâu. Vậy cậu cần cái chó gì? Đứng lên. Đứng lên. Đi đâu vậy? Bắt tôi theo cậu đến Bắc Lộ sao? Bên này. Xẹo à, xem tôi đưa ai về đây. Thằng nhãi này, dám đối đầu với tôi sao? Anh xem, bây giờ còn trở lên bướng bỉnh nữa. Để tôi xem nào. Xem cậu gầy khác gì con chó hoang đâu. Ở với quân cộng sản chịu khổ chứ gì. Các anh đừng có ép tôi. Tôi có chết cũng không về quân quốc dân đâu. Các cậu bị quân cộng sản chuốc bùa mê thuốc lú gì vậy? Vua Thành Sơn không về, cái các cậu cũng trở nên cứng đầu hơn. Ca tử, sư phụ tha cho cậu, là chờ cậu trở về. Tôi nhất thời không thể giải thích rõ ràng với các anh đâu. Tôi không thể nói rõ được. Hay là hai anh cùng tôi theo quân cộng sản đi. Các anh phải biết quân cộng sản thực sự là phiền người dân. Thằng khốn này Trịnh Sẹo còn dám lôi kéo tôi. Tôi xem ai dám động đến cậu ấy. Hạ Lão Thất, anh thả Vua Thành Sơn và Phương Bắc Phong chạy mất. Lữ đoàn báo tha cho anh. Anh đừng có được voi đòi tiên. Trịnh Sẹo, anh muốn động đến ai cũng được. Dám động đến Ca Trọng thì tôi liều mạng với anh. Anh tham mưu Trịnh, họ Mã bị bắt đi rồi, do Vua Thành Sơn làm. Lại Vua Thành Sơn, cậu ta vẫn chưa chịu thôi. Hay là tôi đích thân xung phong liều mạng? Không, không đáng đâu. Đây chính là địa bàn của quân cộng sản, không khéo chúng ta lại bị bao vây. Nhưng họ Mã là người của cục bảo mật, làm sao bây giờ?